Hiện cả nước có khoảng 200 đơn vị được cho là đang hoạt động đúng theo mô hình doanh nghiệp xã hội, tức là sử dụng hoạt động kinh doanh để đạt được các mục tiêu xã hội và luôn lấy lợi ích xã hội làm trọng tâm. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này vẫn còn yếu và thiếu nhiều nguồn lực để phát huy hết vai trò với cộng đồng. Trước khó khăn của doanh nghiệp xã hội trong quá trình phát triển, thông qua chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xã hội mà Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng CSIP phát động, 5 năm qua, có 52 doanh nghiệp xã hội trên cả nước đã được hỗ trợ với nguồn kinh phí, bao gồm tài chính, phi tài chính, mang lại doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp xã hội này hơn 2,6 triệu đô la Mỹ, đạt hiệu suất đầu tư tức là tỷ lệ doanh thu trên vốn hỗ trợ là 4 trên 1. Các doanh nghiệp xã hội đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề nhức nhối của xã hội như vấn đề chăm sóc sức khỏe, giáo dục, sinh kế bền vững và biến đổi khí hậu. Dù vậy, theo báo cáo Hành trình 5 năm phát triển doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam vừa được công bố, phong trào phát triển doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam hiện cũng gặp phải không ít khó khăn. Các anh chị đã thấy là doanh nghiệp xã hội hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau, họ ở những cái cấp độ và những cái hình thái hoạt động rất là khác nhau. Cho nên nếu để có thể phát triển được, chúng ta cần một cái môi trường về mặt tài chính nó thực sự là nó đa dạng, rất là đa dạng, để cái sự đa dạng đó nó phù hợp với cái sự đa dạng của cái sự phát triển của doanh nghiệp xã hội, thì hiện giờ chúng ta đang thiếu đi một số những cái nguồn tài chính rất là phù hợp đáng kể cho phát triển doanh nghiệp xã hội. Bên cạnh hạn chế về tài chính, hiện vẫn chưa có khuôn khổ pháp lý của nhà nước quy định nghĩa vụ, quyền lợi của doanh nghiệp xã hội. Yếu về năng lực quản lý điều hành cũng là một hạn chế khác của loại hình doanh nghiệp này trong quá trình phát triển.